Quýt Aventus, ông vua của nước Hoa Nam. Và như cái tiêu đề thì hôm nay mình mang tới đây bốn mùi hương giống với Quýt Aventus. Đó chính là Măng Blanc X-Roger này, Supremacy Silver của nhà Apnon, Nissan Hachivat, và cuối cùng đó chính là Club de Nuit Ten. Và chúng ta hãy cùng nhau xem là với cái cảm nhận cá nhân của mình là một người review nước hoa, thì cái phiên bản nào là cái phiên bản giống với Quýt Aventus nhất, và cái phiên bản nào là phiên bản đáng mua, lý do vì sao. Và nếu như các bạn thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất. Còn nếu như đang tìm một nơi mua nước hoa thì các bạn có thể tham khảo đường link phía dưới mô tả nha. Còn bây giờ chúng mình nhau bắt đầu thôi. Trước khi đi đến những cái mùi hương mà mình vừa liệt kê ở phía trên thì phải nói qua một chút về Quýt Aventus. Mình đã có rất nhiều những cái video, kể cả những cái video nói về cái phiên bản mới của Quýt Aventus, thì các bạn có thể xem đường link nó chuẩn bị hiện ở đâu đó trên này. Và ở đó thì mình đã nói rất rõ về mùi hương này, thì phải chúng ta nói một chút qua, đó là combo dứa khói, một cái mùi hương sử dụng vào mùa thu u và mùa hè rất là tốt ở Việt Nam, và nó mang một cái phong cách rất là sang trọng và rất là quyến rũ, sang trọng và nịnh mũi. Và đặc biệt là mình có cảm giác là mỗi khi xịt cái mùi hương này nó rất là quyền lực, kiểu như vậy. Đầu tiên thì chúng ta đến với Club de Nuit Ten của nhà Amat. Thì các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những cái bài viết nói rằng là đây là phiên bản đúc hoàn hảo của Quýt Aventus. Và kể cả ở kênh dạo này mình thấy kênh Jeremy Fagan cũng rất là review chai nước hoa này ngon hơn Quýt Aventus. Nhưng mà thực sự là khi các bạn xịt, nếu như bạn nào mua rồi thì mình nghĩ là cái cảm giác chung của các bạn khi các bạn đã xịt qua Quýt Aventus và các bạn xịt chai nước hoa này, các bạn thấy là nó khá là hắc, nó khá là nồng và có cảm giác gì đó khá là nhân tạo. Thì với cá nhân mình, đây là cảm nhận của mình nhá, thì mình thấy rằng là những chai nước hoa đến từ nhà Trung Đông như là Amat này, Apnon này hay là Nissan này, thì nó đều có một cái DNA, đó là họ rất thích sử dụng những cái nốt hương như là nhang, như là khói tiêu rồi hoắc hương để làm cho cái mùi hương dày, tối và ấm hơn. Và có lẽ rằng là nó sẽ phù hợp với cái thời tiết, với cái phong cách ở bên đó. Nên là em này cũng không phải ngoại lệ, nên là khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ thấy mùi hương nó khá là nồng và dày. Thì với cá nhân mình đặt một câu hỏi là nếu như mình chưa xịt Quýt Aventus mà mình xịt cái mùi hương này đầu tiên, mình tiếp cận em này trước, thì có khi mình lại thích em này hơn là thích Quýt Aventus. Thì đó là một cái câu hỏi mà thực sự là tại vì mình đã ngửi Quýt Aventus rất trước rồi, nên là mình thấy nó ngon, nên là khi mình ngửi em này thì mình thấy nó nhân tạo. Nhưng mà nếu như ngược lại thì không biết như nào. Nếu như các bạn chung cảm nhận với mình thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới nhá. Và cái mùi hương này thì nó mở đầu nó khá là sắc, chua, hơi khé một chút. Và mình có cảm giác là cái tươi nó đến từ hoắc hương chứ không phải là đến từ những cái vị hoa quả tươi. Và các bạn sẽ nhận thấy cái mùi hương này khi dry down xuống thì nó khá là dày khói. Nó dày khói nhất trong 3 mùi hương, à 4 mùi hương ở đây. Đó. Nên là nếu như bạn nào mà thích Quýt Aventus như bản nhiều khói thì đây là một cái phiên bản tốt. Tiếp theo đó là Apnon Supremacy Silver. Đây là một chai nước hoa mà mình, với cá nhân mình thấy rằng là nó khá là giống Quýt Aventus và nó hoàn toàn phù hợp với thời tiết khí hậu ở Việt Nam. Lý do vì sao? Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này, các bạn thấy là mùi hương ở đây thì nó sẽ nhiều kiểu, nhiều dứa và nhiều cam chanh hơn so với em Club de Nuit này. Và có lẽ một phần nào đó là nó vì cái nó nhiều citrus hơn nên là mùi hương nó sẽ dễ dàng nịnh mũi hơn. Và nó sẽ có một phần nào đấy khiến cho bạn cảm thấy rằng là nó giống Quýt Aventus hơn. Chứ không như em này. Tại em này dày khói và dày hoắc hương quá nên là làm cho mùi hương cảm giác nhân tạo. Thì dry down của mùi hương này thì nó được thêm bởi cái nốt long diên hương hay là ambroxan đấy, thì mình thấy ghi ở vậy. Nhưng mà còn cụ thể mình không cảm nhận được rõ, thì em này mình cảm giác là nó dễ ngửi hơn, nó ít khói hơn và nó nhiều citrus hơn so với Club de Nuit Ten. Nhưng mà so với Quýt Aventus thì mùi hương này lại là một cái mùi hương mình cảm giác là nó không được tươi bằng và nó không được thanh thoát và mềm mại bằng Quýt Aventus. Thì tí nữa mình sẽ tổng kết hết tất cả lại cho các bạn nhé. Vị trí số 3 đó là X-Roger Mont Blanc. Thì chai nước hoa này cũng được rất nhiều những seller nói rằng là nó giống với Quýt Aventus. Thì với cá nhân mình cảm nhận thì nó không có cái nét chua như là ở Quýt Aventus. Cái nét mùi, cái mùi ngọt và chua của dứa thì ở đây không có, mà chỉ đơn giản đây chỉ có chanh cùng với tiêu. Thì cái nét tiêu nó làm cho cái mùi hương, cái mũi của bạn nó cảm giác khá là cay, chứ nó không kiểu đầy
cái mũi của bạn như là ở chai club khi mà nó làm và cảm giác có cái vạ, có hiệu ứng khói. Thì đó là cái sự khác nhau mà khi mà mình xịt cái mùi hương này ra. Và dry down thì nó có nốt hương Amusement. Tất nhiên rồi, nó cũng sẽ giống với Quid Ventus, nhưng mà với đây là một cái phiên bản mà mình nghĩ rằng là nó nam tính hơn. Tại vì dry down mình ngửi thấy vetiver của hương bài nó khô và nó gai góc hơn, chứ nó không được kiểu mềm mại bay bổng như là Quid, như là Supremacy Silver, mà đây là phần nam tính hơn. Thì đó là một cái nét rất riêng của Mont Blanc. Cuối cùng đó là Nissan Hasivat. Thì đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó không hề xứng đáng để đứng vào trong cái danh sách những cái mùi hương giống với Quid Aventus. Tại vì với mình đây là một cái mùi hương nó có chiều sâu hơn và có đầu tư về việc là blend mùi. Mà để nói là nó giống với Quid Aventus thì có lẽ rằng là nó hơi gọi là quá đáng với người làm ra cái mùi hương này. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn thấy rằng là một cái combo có phần na ná giống với Quid Aventus, nhưng các bạn sẽ cảm thấy một cái độ ngọt ở đằng sau, một độ ngọt từ fruity mà mình nghĩ rằng là đó là bưởi và cam dứa và bưởi. Nó làm cho cái mùi hương trở nên dày dặn hơn, cũng như là nó có điểm nhấn hơn so với tất cả những cái chai nước hoa làm giống với Quid Aventus. Dry down về sau thì các bạn nhận thấy rằng là nó thêm long diên hương rồi hoắc hương, nhưng cá nhân mình cảm nhận nó vẫn chỉ là những cái nét bổ trợ cho cái nốt hương fruity, bưởi, dứa ban đầu thôi. Và em này thì với mình thì mình không thấy khói nhiều, gần như là cũng không thấy khói, chỉ thấy rằng là cái nét fruity gồm bưởi, gồm dứa vào đây được blend rất là nhuyễn. Và thực sự đây là một cái mùi hương xứng đáng đứng một mình, chứ không nên cho nó vào với những cái mùi hương giống với Quid Aventus. Vậy thì tổng kết lại về mặt mùi hương, chúng ta nên mua chai nước hoa nào? Thì với cá nhân mình, nếu như các bạn thích Quid Aventus mà những cái phiên bản nhiều khói, cảm giác hoa cũng mùi hương rất là dày dặn, thì Club de Nuit của nhà Amat là một lựa chọn đầu tiên. Sau đó các bạn có thể xếp đến chai nước hoa Nissan Hasivat, Supremacy Silver của nhà Apnen. Tiếp đó thì sẽ là Nissan Hasivat ở vị trí số 3, là xếp cho đối tượng nhiều khói nhá. Và cuối cùng thì là Mont Blanc Equalizer. Đó, đây là một chai nước hoa mình không cảm nhận được một tí khói nào trong này. Còn về nếu như các bạn thích một cái mùi hương nó những cái với cái phiên bản nhiều citrus hơn, thì các bạn có thể lựa chọn Nissan Hasivat là đầu tiên, xong rồi Supremacy Silver và Mont Blanc, cuối cùng là Club de Nuit của nhà Amat. Thì đó là hai cái lựa chọn hướng đi cho bạn. Đó là về mùi hương. Vậy thì về độ bám tỏa thì chúng ta sắp xếp sao? Mùi hương bám tỏa tốt nhất đó chính là Nissan Hasivat. Mùi này nếu như các bạn xịt ở trên quần áo mà các bạn không giặt thì phải được 2 đến 3 ngày. Còn trên da thì mình đảm bảo các bạn từ chiều đến tối, từ sáng đến tối các bạn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương. Mình có một câu chuyện là mình xịt 4 cái mùi hương này ra giấy và mình cháo lên để xem là mình có nhận được ra những cái mùi hương không, thì mùi hương cuối cùng còn lại bám lâu nhất đó chính là Nissan Hasivat. Tiếp theo thì đó là Club de Nuit của nhà Amat, cũng khoảng tầm 10 đến 12 tiếng, rất là tốt. Và mùi hương ở vị trí số 3, hai em này, Mont Blanc và Supremacy Silver, thì hai em này bám xem nhau tầm 6 đến 8 tiếng. Đó, về độ tỏa hương thì về độ tỏa hương và các bạn có thể ngửi rõ thì Apnen Supremacy Silver tỏa tốt hơn so với Mont Blanc. Và về giá tiền thì sao? Đắt nhất là Nissan Hasivat. Chai nước hoa này thì mình có review rồi, và cái thời điểm mà mình review nó tầm 5 triệu, nhưng bây giờ nó chỉ tầm 3 đến 4 triệu đồng thôi là các bạn có thể sở hữu một chai 50ml như này. Còn với Club de Nuit này thì nó khoảng tầm hơn 1 triệu đồng. Nó cũng xem so với Mont Blanc. Và Club này thì mình nghĩ rằng là nó rẻ nhất, nó khoảng tầm 1 triệu đồng. Còn Mont Blanc cùng với Supremacy Silver của Apnen thì nó xem nhau tầm 1 triệu rưỡi gì đó cho cái phiên bản 100ml và cái phiên bản này. Đấy, thì về giá tiền thì thực sự là 3 chai nước hoa Club này rồi Equalizer rồi Supremacy Silver nó xem nhau, có mỗi Nissan Hasivat là đắt nhất thôi. Và đó là toàn bộ những cái gì mà mình cảm nhận về mùi hương, cũng như là độ bám tỏa, cũng như là cái cập nhật về giá tiền cho các bạn về 4 cái mùi hương mà rất nhiều người nói rằng là nó giống với Quid Aventus, và lựa chọn phiên bản nào. Thì
Một lần nữa mình phải nói rằng là nếu như mình lựa chọn một cái mùi hương giống với Quid Oyster thì mình sẽ lựa chọn Supreme Moxy Silver. Về độ bám tỏa và có mùi hương giống thì sẽ lựa chọn Club de Nuit. Còn nếu mà một chai nước hoa để sử dụng an toàn hơn hàng ngày thì là Mont Blanc Exposure. Còn một chai nước hoa có một cái phong cách làm định hình, một cái phong cách giống với Quid Oyster thì có lẽ là Hachifat. Đấy, ngắn gọn như vậy. Còn các bạn thì các bạn lựa chọn những cái mùi hương nào thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới và đừng quên việc like, share cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.